Trung Hiếu xin chào mừng quý vị đến với chương trình. Thưa chị Trần Hà, tôi cứ gọi chị là Trần Hà vì đây là cái mà khán giả vẫn thường nghe và gọi về chị, đúng không ạ? Dạ. Vâng, chị Trần Hà này, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một câu chuyện về cách học làm cha mẹ. Chị ạ, thế thì các cụ chúng ta vẫn hay nói là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu trong nhà rồi mới sinh ông. Thế tức là Trung Hiếu vừa nói với khán giả, tức là chúng ta phải có chức danh nghề nghiệp, sau đấy chúng ta mới đi học nghề, điều ấy có đúng không chị? Chúng ta trước đây trong cái bối cảnh là không có internet, trong cái bối cảnh là việc nuôi dạy con hoàn toàn là thừa hưởng qua cái sự chia sẻ là từ ông bà cha mẹ đến với cả những người mà mang thai mang bầu để làm cha làm mẹ. Wow. Trong cái bối cảnh đó là đúng, nhưng trong cái xã hội hiện nay chúng ta internet có, thế giới 4.0 rồi các lớp kỹ năng rất là nhiều này, rồi các bác sĩ y tá đều hướng dẫn chúng ta là đều phải học trước kỹ năng làm cha mẹ để chăm sóc con đúng ngay từ đầu, thì tôi nghĩ rằng là sang cái giai đoạn 4.0 chúng ta phải có cái cách nuôi dạy con khác và cách làm cha mẹ, kỹ năng làm cha mẹ nó cũng phải khác. Nghề làm cha mẹ là một công việc đúng không? Dạ. Thế mình cứ gọi vui là nghề, thế tức là gọi là vừa học vừa làm mà không có giai đoạn thực tập, đúng không ạ? Tức là học và làm luôn, làm thực ngay chứ không có làm thử, đúng không chị? Hiện nay thì cái đó là sẽ đúng với phần lớn các cha mẹ. Nghiên cứu của chúng tôi triển khai tại 3 tỉnh thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh này, Bình Dương này và Bắc Ninh, trên một cái cơ mẫu là gần 1.000 cha mẹ được lựa chọn ngẫu nhiên trong cộng đồng. Những phụ nữ đang mang thai và đang nuôi con nhỏ thì thấy rằng là cứ 1.000 chị thì chỉ có 6 chị là học trước các kỹ năng về làm cha mẹ để nuôi dạy con cho tốt từ lúc mang thai. 94 các bà mẹ còn lại vừa đi vừa dò đường. Mà qua suối dò đường làm sao chúng ta biết ở đâu có đá tảng, biết đâu là chỗ đá nhỏ, chỗ nào là có gọi là chỗ có thể mà gọi là vấp ngã. Đó, nước đến đâu bắt cầu đến đấy thì chúng ta sẽ nuôi dạy con khó mà có thể thành công được. Đó. Và chỉ có một tỷ lệ rất ít các cha mẹ là biết được rằng chúng ta phải học kiến thức, học kỹ năng để nuôi dạy con đúng ngay từ đầu. Tôi nghĩ đây là một cái điều mà các cha mẹ hiện đại cần phải thay đổi. Thế có nghĩa là học làm cha mẹ là một công việc rất khó, đúng không chị? Cũng không khó nếu như chúng ta có kiến thức, nếu chúng ta có kỹ năng và nếu chúng ta chuẩn bị sẵn các cái tâm thái tích cực. Còn khó đấy là khi mà chúng ta không có cái gì trong tay cả. Đánh giặc mà không có vũ khí trong tay thì khó lắm. Mà nuôi con mà không có kiến thức, không có kỹ năng, không có các cái chuẩn bị thì rất khó vô cùng. Càng khó. Đó, khó cho ta, khó cho con. Để giải thích cho cái sự khó của cái việc học làm cha mẹ, bây giờ trân trọng mời chị Trần Hà và quý vị xem cái tiểu phẩm về cái độ khó, gọi là độ kiên nhẫn của những bậc làm cha mẹ như thế nào. Xin mời chị và quý vị. Đang học bài hay là xem hình đấy? Ơ kìa, như nào? Sao nào? 15 cộng 14 bằng mấy? 15 cộng 14 bằng 18 ạ. Úi dồi ôi, có 15 cái kẹo cộng thêm 4 cái kẹo nữa mà lại thành 18 cái kẹo. Thế đứa nào cũng ăn bớt một cái rồi à? Chết mất rồi, học hành như thế này thì chết con ạ. Mẹ ơi, nhưng mà con khát nước. Đã
đang học khát cái gì mà khát. Chậm uống nước một tí thì không chết được đâu. Tập trung vào. Đây, 15 cộng với 4 bằng mấy? Nhưng mà mẹ ơi, con muốn uống sữa, con đói. Ôi hay, vừa mới ăn một bát rưỡi cơm nhá. Xong rồi còn ăn thêm một hộp sữa chua. Ăn thêm 3 miếng ổi nữa mà lại vẫn đói được. Tôi mệt ông quá. Đây ạ. Ông uống đi xong rồi ông học tử tế hộ tôi cái. Học xong mẹ cho con chơi iPad một tí nhá. Thôi, xin ông nhá. Ông xong cái phần này đi đã rồi ông mới đến phần tiếp theo được. Không có mặc cả mà kiếp gì cả. Nào, 15 cộng với 4 bằng bao nhiêu? Ôi trời, tôi đến chết với ông mất thôi. 15 cộng với lại 4, lúc đấy thì bảo là bằng 18, bây giờ lại là bằng 20. Thì ông cứ toàn ăn xin ăn bớt số của người ta ở đâu ra vậy? Thế không thể nào bằng 19 được à con? Không ạ. Ôi dạ. Tôi xin ông tập trung vào hộ tôi cái. Có mỗi đâu có 5-6 phép tính thôi mà ông tính từ tối đến giờ chưa xong 1 tiếng rưỡi rồi. Vừa phải phải thôi chứ. Tính như này nhưng mà giết người à? Cái gì đấy? Thế mà còn đòi chơi iPad? Thời gian đâu mà chơi nữa? Ông nhìn xem là mấy giờ rồi? Cái gì đấy? Rồi ôi. Là cái gì mà giết người với lại chết chóc gì ở đây hả? Xem nào. Ôi. Con ông đấy. Ông dạy hộ tôi cái. Tôi chịu. Vâng, có cái việc dạy học nhưng mà cứ như là đánh trận không bằng ấy. Được rồi, cứ để đấy nhá. Cái việc dạy học này nó dễ hơn là việc quản lý nhân viên của tôi nhiều. Thôi bây giờ mẹ bận việc gì mẹ cứ đi làm đi. Để đấy, để bố dạy con học nhá. Giết người chết chóc. Cái việc bé bằng cái mặt mũi. Con nhỉ? Bây giờ bố con mình tập trung vào bố dạy con học. Ok không? Ừ, ok. Xem nào, phép tính này nhá, là 10 trừ đi 3. Bây giờ bố có 10 ngón tay đúng không? Bây giờ bỏ đi 3 này. Nào con đếm cho bố xem. Đây là mấy ngón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi. Thế bây giờ bố gập ngón tay lại. Không tính bằng ngón tay nữa, bây giờ 10 trừ đi 3 bằng mấy? 10 trừ đi 3 bằng 6. Con bị làm sao đấy à? Bố vừa mới cho con đếm này rõ ràng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Thế mà bây giờ bố chỉ gập ngón tay lại, bố không cho con đếm nữa. Con chỉ nhắc lại thôi là 10 trừ đi 3 bằng 7. Vậy mà con lại viết bằng 6 là thế nào hả? Đếm lại. Một lần nữa này. 10, đúng không? Đây là 10 đúng không? Bỏ đi 3 này, đếm. Đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, 10 trừ đi 3 bằng mấy? 10 trừ đi 3 5. Ôi giời ơi, mày bị điên hả con? Vừa mới dạy xong là 10 trừ đi 3 bằng 7. 7 có hiểu không? Bỏ qua cái này đi. Điền số 7 vào đây. Nhanh lên. Đấy, có thế nhưng mà cũng không biết. Nào, tiếp. Ở dưới 5 cộng 12 5. 5 ngón tay đây nhá. Đây là 5 ngón tay nhớ chưa? Cộng thêm 2. Nào, đếm. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Rồi, 5 cộng 12 bằng mấy? 5 cộng 12 bằng mấy? Bằng 3. Ôi trời ơi, mày có bị làm sao không hả con ơi? Bố vừa mới cho con đếm. 5 cộng 12 bằng mấy? Bằng mấy? Nói. Bằng mấy? Mấy? 6 ạ. Ôi, giải tán đi. Học cái gì? Mày bị điên à? Này, ông làm cái gì đấy? Ông dạy học hay là ông giết con tôi đi mà vứt hết sách vở như thế này? Cô bảo mà dạy con cô nhá. Đây này, tôi vừa mới dạy nó 5 cộng với 2. Tôi cho nó đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gập ngón tay lại, bảo nó nhắc lại. Cô biết nó bảo bằng mấy không? Bằng 6 đấy. Thằng điên. Rồi ạ, tôi không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Đấy, cô đi mà dạy. Này, thế sao lúc nãy bảo rằng là dạy con đơn giản như thế này, nhưng mà cũng phải quát, phải tháo nó. Đấy, con anh em dạy đi. Bây giờ nó là con của cô, không còn phải là con của tôi. Con của tôi không thể nào mà 5 cộng 2 bằng 6 được. Đúng đấy, cả hai cùng dạy con nhé. Một mình tôi không thể có con được. Ôi giời ơi, cô giết tôi đi còn hơn. Tôi lại đó.
ông. Ông làm ơn, ông tính toán cẩn thận cho tôi nhé. Ông chỉ phải nhắc lại thôi cho tôi đỡ phải dạy ông nhé. Tôi khổ lắm rồi. Nào còn cả cái ông này nữa. Đây, nhìn vào đây. Này, nhìn lại nhá. Một lần nữa nhá. Năm này, đây là năm. Có hiểu đây là năm không? Nhẹ nhàng thôi. Đây là năm. Thế mà gọi là nhẹ nhàng à? Nhẹ nhàng thôi. Xong rồi cộng thêm 2 nữa, giơ cái bàn tay lên. Cộng thêm 2 nữa, ông đếm xem là bao nhiêu. Ông đếm một thôi cái. Đếm. Đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi. Đúng rồi. Đếm là... vào đây, số mấy? 5 cộng 2 bằng mấy? 5 cộng 2 bằng 6. Ôi chị thấy cái câu chuyện như vừa rồi thì có hay gặp ở trong xã hội của chúng ta không chị? Tôi nghĩ rằng là đây là một cái hình ảnh rất phổ biến ở trong các gia đình Việt Nam hiện nay. Mà... những cái gia đình đặc biệt là có con và cấp 1, cấp 2 rồi đầu cấp 3. Chắc nhiều đúng không? Thế mình có thống kê không chị? Hiện nay thì Bộ Giáo dục cũng chưa có cái nghiên cứu. Mà... và các cái nghiên cứu xã hội khác thì cũng chưa có. Mà... nhưng tôi đoán rằng là với cái áp lực của cuộc sống hiện nay, mà... cha mẹ chúng ta là áp lực công việc này, các cái gọi là hạn phải giao nộp này, rồi là các cái mức gọi là doanh thu cần phải đạt được vào cuối tháng này, chúng ta cơm áo gạo tiền nó đè lên vai, nên cha mẹ lúc nào cũng gọi là căng lên như dây đàn. Và chỉ cần một cái nó rất nhỏ, chẳng hạn như con chỉ cần là tính sai một cái như cái clip vừa lúc nãy là cáu ầm lên ngay. Và nội hàm của nó chỉ là chúng ta không kiểm soát được cảm xúc bản thân, chuyên ta cáu với con. Và cái tỷ lệ cáu tôi đoán là theo các cái thống kê về quần thể chắc phải đến 95% là cha mẹ cáu với con. Chính chúng ta áp lực là cái áp lực của chúng ta chứ không phải áp lực của các con. Và chúng ta chuyển cái sự ức chế từ mình sang các con. Cái việc đầu tiên có thể nói nguyên nhân đó là vì chúng ta chưa hiểu cái tâm lý phát triển của trẻ. Một đứa trẻ có khả năng tập trung cho bao lâu? Trẻ cấp 1 chỉ tập trung được khoảng từ 15 phút đến nửa tiếng. Cấp 2 nó lên được 45 phút. Cấp 3 nó lên được đến 1 tiếng. Và đến như người lớn chúng ta tập trung được đến 90 phút. Hiệu quả nó mới cao. Đúng còn rồi. Cái người lớn mà gọi là sống bằng đam mê, làm bằng đam mê thì chúng ta tập trung được 4 đến 5 tiếng. Yeah. Vậy thì trong cái khả năng, cái gọi là khả năng tập trung của trẻ thì chúng ta mới thấy rằng cái đứa trẻ vừa lúc nãy, đấy, con đã bị học bao nhiêu lâu rồi. Có những đứa trẻ mà ở trường về uống cốc sữa trên xe máy, sau đó lao về lớp học thêm. Lớp học thêm về đến tối, tối mịt mới về đến nhà, ăn được bát cơm lại, rất vội vàng, lại ngồi và học tiếp. Thì trong một cái gọi là áp lực học liên tục như thế, làm sao đứa trẻ nó tập trung được? Đấy là một. Yếu tố thứ hai, cha mẹ chúng ta không có kỹ năng dạy con. Chúng ta nói năng phải cần phải ngọt ngào, dịu dàng. Mà lúc đó thì đứa trẻ nó mới nghe được. Chứ có quát thám sao nghe được. Nào vợ anh Trung Hiếu là cứ nhìn thấy anh Trung Hiếu là quát là mầm. Anh Trung Hiếu có mở lòng ra để mà nghe vợ nói câu gì không? Đúng rồi. Tôi nghĩ anh đóng tai luôn. Mà. Đúng không? Đấy là điểm thứ hai là về cái phương pháp ngôn ngữ. Điểm thứ ba nữa ạ, là chúng ta chưa hiểu được rằng là cái khả năng tiếp thu của đứa trẻ đến đâu. Ví dụ khi mà đứa trẻ bị học liên tục thì lúc đó là các ion natri và kali trong não nó cứ phải là gọi là nó bị qua lại, nó bị sử dụng tối đa để mà nó tăng các cái kết nối thần kinh. Yeah. Thế nhưng mà nó kéo dài hàng tiếng đồng hồ thì lúc đó là nó dùng hết rồi. Yeah. Đấy, giống như là pin nữa anh ấy, đúng cứ rồi. Gọi nhiều đúng thì nó dùng lúc hết. Hết pin phải nào. Đó. Thì lúc đó là đứa trẻ nó bắt đầu mệt mỏi thì sóng não nó phải hạ xuống, chứ còn nếu không thì là lại lơ mơ tăng sông luôn. Thì đúng sóng rồi. Não nó hạ xuống thì đứa trẻ nó trùng xuống và nó cảm thấy mệt mỏi. Và cái mệt mỏi này nếu nó kéo dài hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác thì nó dẫn đến đứa trẻ nó chán nản, nó sụt giảm cái ý chí học và bắt đầu là nó chán vâng, học luôn và sợ hãi và nó sợ hãi đó. Nên cha mẹ hiểu được mấy cái yếu tố này thì chúng ta sẽ bớt áp lực với con và chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn với con, và lúc đó chúng ta sẽ hiểu được cái tấm lòng của con. Đúng rồi, thế thì tôi cũng rất mong là phải có rất nhiều các cái chương trình giáo dục cộng đồng chị nhỉ. Đúng ạ. Và không biết cha mẹ có biết không thì hiện nay là đang có một cái chương trình giáo dục cộng đồng, nó gọi là chương trình kỹ giáo dục kỹ năng làm cha mẹ tích cực, và Bộ Y tế này rồi với cả Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam này và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng cùng phối hợp với nhau để đưa ra. Chương trình đấy bây giờ có trên TikTok này, có trên YouTube này, sắp tới sẽ có website, các lớp học online cho cha mẹ vào học trong đó. Mà cần phải học thì mới dạy con đúng ngay từ đầu. Còn vấn đề nữa muốn hỏi với chị là ngoài cái việc áp lực với con ấy, thì bên cạnh ấy nó có cái áp lực do chính về mặt cha mẹ là muốn con phải thật giỏi, muốn con phải có thành tích để gọi là... chính là để giữ cái sĩ diện cho bản thân mình. Khi đi ra ngoài thì nhìn thấy mọi người giới thiệu mọi người, con tôi đỗ đại học, con tôi học thạc sĩ, con tôi học tiến sĩ, con tôi điểm lúc nào cũng cao nhất lớp. Thì cái đấy đôi khi chắc gì đã phải là vì các con hay chính vì là cái tính sĩ diện của chính bản thân mình. Chị thấy thế nào? Cái đó là đúng anh ạ. Bởi vì là cha mẹ Việt Nam chúng ta hiện nay, chúng ta vẫn coi rằng là sự thành công của con
là cái bản mặt của mình. À. Coi rằng là con thành công thì mình mới được khoe ra ngoài, cho nên chúng ta có cái tâm lý so sánh con nhà người ta đấy với con nhà mình, chúng ta mới có hay cái tạo cái áp lực đối với con để mong rằng là con sẽ được giống như con nhà người ta. Rồi là một số ít người là lại còn đặt cái gọi là ước mơ dang dở của mình lên vai của con, thì cái đứa trẻ nó bé tí nó chịu nó gánh làm sao nổi. Nếu như mà cha mẹ biết rằng là làm một đứa trẻ hạnh phúc nó đơn giản lắm. Một đứa trẻ hạnh phúc nó chỉ cần thứ nhất là được cha mẹ yêu thương, thứ hai là có các cơ hội học hành mà học hành trong vui vẻ đó, và thứ ba là được trải nghiệm nhiều các cái cơ hội trong cuộc sống, được đi chơi, được học các kỹ năng, được tham dự, được gặp bạn bè. Và trẻ biết được cha mẹ hướng dẫn định hướng các ước mơ để mà tự học để vươn đến các ước mơ đấy mà. Và sau này đứa trẻ nó lớn lên, nó sống được bằng ước mơ đó, nó có khả năng là kiếm đủ tiền để nuôi dưỡng cho cuộc sống của mình, tự chủ trong tài chính mà vẫn sống được bằng đam mê, thì cái đấy nó là hạnh phúc. Nhưng cha mẹ có nhìn thấy cái điều hạnh phúc đấy của con không? Đấy, cha mẹ, tôi nghĩ cha mẹ Việt Nam hiện nay nhìn hạnh phúc theo là con tốt nghiệp ra trường, thứ nhất là có vào được đại học không? Thứ hai, học xong, tốt nghiệp đại học, ra trường kiếm được việc có ngon không? Kiếm được nhiều tiền hay không? Đó, mấy cái đấy coi là hạnh phúc không phải, cái đấy nó phiến diện lắm. Có rất nhiều người kiếm được nhiều tiền nhưng không hạnh phúc. Nhưng cũng có những nhiều người chỉ kiếm được vừa đủ tiền cho bản thân mình và hạnh phúc vô cùng. Đấy, cho nên cha mẹ phải nhìn lại cái định nghĩa hạnh phúc của con và hạnh phúc của chúng ta. Những con nào mà được trong một cái gia đình có nền nếp, có giáo dục và trong cái nền nếp và bố mẹ lại được có cái kỹ năng hướng dẫn về cách làm cha mẹ thì tôi nghĩ là các con cũng sẽ thành công. Dạ vâng. À. Đó là những em bé mà may mắn. À. May mắn được sinh ra trong những gia đình mà bố mẹ có phương pháp. À. Và may mắn được sinh ra trong gia đình mà cha mẹ có được gọi là điều kiện sống để mà phục vụ cho các nhu cầu được trải nghiệm của các con. À. Đứa trẻ đó sẽ có cơ hội thành công hơn. Cộng thêm với cả cái tố chất của đứa trẻ nữa thì cái đứa trẻ sẽ có khả năng phát triển được nhiều và phát triển sớm trong tương lai. Vâng, thế thôi tạm dừng lời để chúng ta xem một tiểu phẩm chị nhé. Vâng, xin mời chị và quý vị khán giả. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tại sao giờ này vẫn còn ngồi ở đây để mà lướt TikTok? Đi nấu cơm đi. Em có lướt TikTok rồi, anh nhìn em đang lướt TikTok à? Em đang đi tham khảo cái lớp là học tính toán siêu cấp cho thằng cu tí nhà mình. Ôi, cu tí nhà mình vừa mới nứt mắt ra. Đọc không biết thạo còn chưa đâu vào đâu cả. Thế mà đã siêu tính với cả siêu toán, rạch việc. Khổ thế nhở. Bây giờ nhà nào cũng chỉ có 1-2 đứa thôi. Không đầu tư, không lo chúng nó từ bây giờ thì làm sao mà chúng nó đi du học được. Mà không đi du học thì chắc chắn là không có tương lai đâu nhá. Nhà nào cũng đua nhau bắt con học, chỉ khổ thân bọn trẻ con thôi. Khổ thân? Khổ cái gì mà khổ? Tại vì là nhà nào cũng đua nhau đi học ấy, cho nên là con mình mà không đua đi học giống như người ta ấy, là con mình chỉ có thiệt thòi thôi nhá. Ôi dồi ôi, ông cu tí nhà mình ấy, thì em nhìn lại xem, học hành thì ất a ất ơ như thế, cho đi học thêm thì không biết là có hiệu quả hay là không, có khi lại tổng hòa nhập ma cũng nên đấy chứ. Nhưng mà em tham khảo rồi, em thấy bây giờ ấy các mẹ đang review rất là tốt về cái mà sinh chắc vân tay với lại cái xét nghiệm máu ấy, để biết rằng là tính cách của con mình như thế nào này, phù hợp học môn nào, sau này lớn tương lai nó sẽ làm nghề gì. Anh thấy như thế nào? Hay cho thằng cu tí đi thử nhá. Sinh chắc vân tay à? Đúng rồi. Có đúng hay không? Đúng chứ, bởi vì cái này nó theo khoa học và nó sẽ dự đoán được trước tương lai của con mình như thế nào. Nhưng mà dù sao đi nữa thì người ta cũng đang sống ở hiện tại, chứ có phải là tương lai đâu mà biết được sinh chắc vân tay có đúng hay là không. Thì nó phải đúng thì nhiều người ta mất tiền để người ta đi làm chứ. Chứ nếu mà không đúng thì làm sao mà người ta mất tiền đi làm được. Thôi được rồi, đã thế nhá, cứ cho cô tí đi thử đi. Rồi hôm đấy bố cũng làm thử xem là cái sinh chắc vân tay nó có đúng hay là không. Mất tiền đấy, mất nhiều tiền đấy, bố có chịu chơi không? Chuyện nhỏ, biết đâu được sinh chắc ra bố sau này tương lai lại sống trên một đống tiền thì sao nhỉ? Ừ, thế thì bây giờ bố đi vào trong bếp, bố đi nấu cơm đi nhá, để mẹ xem lớp cái khóa này xem như thế nào để mẹ đăng ký. Vâng. Thằng cu tí nhà mình bán cầu não bên trái nó phát triển hơn là bán cầu não bên phải.
mà cái bán cầu não bên trái của nó là có xu hướng về nghệ thuật, về diễn xuất. Đấy, bố có thấy thế nào? Ôi giời ơi, chỉ thấy đòi ăn chứ nghệ thuật cái gì cơ chứ. À, hay nghệ thuật của nó là nghệ thuật diễn xuất nhỉ? Ờ, bởi vì cái thằng này cứ mỗi một lần đi học ấy là nó kêu đau bụng, muốn đi vệ sinh, xong rồi khát nước, xong rồi đói, đòi ăn. Thằng mà nó diễn mặt đau khổ lắm nhá, có khi đúng rồi đấy. Thôi, ông ấy lười học, ông ấy trốn học, thế nên là ông ấy diễn như thế là cho ông ấy đỡ phải học chứ làm sao nữa. Để ý mình xem nào. Bán cầu não trái phát triển, thiên hướng ngôn ngữ logic. Đấy là của bố mày. À thế à, của tôi đấy à? Ờ. Ờ, hợp với nghề nhà văn, nhà khoa học. Ơ này, thế tôi có phải nhà văn, có phải nhà khoa học đâu. Ừ đúng. Mà sao lại không thấy nói gì về việc là có kiếm được nhiều tiền hay không nhỉ? Tôi cảm giác như là hai vợ chồng nhà mình có một cái mùi gì đấy là nó giống như bị lừa tiền ấy nhở. Rồi rốt cuộc từ bây giờ là định hướng cho thằng cu tí nó như thế nào? Định hướng cái gì nữa? Bây giờ cứ học cộng trừ nhân chia cho nó thành thạo đi đã. Tất cả tại mẹ mày, xin chắc vân tay với trời. Cái gì ơn thử máu để biết tương lai. Mất tỏi mới chịu. Tại bố mày cũng muốn đi theo nên là mất nó gấp đôi tiền đấy. Về tiểu phẩm vừa rồi ạ, khá nhiều cái cảm xúc lẫn lộn. Vâng, xem cái clip vừa rồi thì thấy rằng là ok, cha mẹ đã bắt đầu mở ra các cái hướng là mình cần phải đi học, tìm hiểu là việc nuôi dạy con, nhưng cũng có cái cảm xúc nó chưa được thoải mái lắm, đó là về việc là cha mẹ phụ thuộc vào các cái kết quả gọi là xin chắc vân tay. Vâng. Để mà xem là cái định hướng giáo dục của con thế nào. Nào, chúng ta hãy lấy ví dụ cái cậu bé Paxton mà bây giờ đang được cái cô diễn viên là Angelina Jolie của Mỹ, đấy, minh tinh Hollywood nhận nuôi đấy. Cậu bé đấy là được nhận nuôi từ trại gọi là từ các cái trung tâm bảo trợ xã hội của Việt Nam. Và lúc đó là bé ngồi cô đơn một mình trong góc phòng. Thế vẫn em bé đấy, bé Paxton đấy, cái đầu vân tay nó không thay đổi. Vậy nếu như nó ở Việt Nam và khi nó được cái cô minh tinh kia nhận nuôi thì nó có giống nhau không? Nó khác nhau hoàn toàn. Nhìn nhận về cái góc độ phát triển của trẻ thì chúng ta sẽ phải hiểu được rằng là một cái đứa trẻ là cái sự phát bị học bao nhiêu lâu rồi. Có những đứa trẻ mà ở trường về uống cốc sữa trên xe máy, sau đó lao đến lớp học thêm. Lớp học thêm về đến tối, tối mịt mới về đến nhà, ăn được bát cơm rất vội vàng, lại ngồi và học tiếp. Thì trong một cái gọi là áp lực học liên tục như thế, làm sao đứa trẻ nó tập trung được? Đấy là một. Yếu tố thứ hai, cha mẹ chúng ta không có kỹ năng dạy con. Chúng ta nói năng cần phải ngọt ngào, dịu dàng. Mà lúc đó thì đứa trẻ nó mới nghe được. Chứ có quát thám sao nghe được. Nào, vợ anh Trung Hiếu là cứ nhìn thấy anh Trung Hiếu là quát đầm bầm. Anh Trung Hiếu có mở lòng ra để mà nghe vợ nói câu gì không? Đúng rồi. Tôi nghĩ anh đóng tai luôn, đúng không? Đấy là điểm thứ hai là về cái phương pháp ngôn ngữ. Điểm thứ ba nữa ạ, là chúng ta chưa hiểu được rằng là cái khả năng tiếp thu của đứa trẻ đến đâu. Ví dụ, khi mà đứa trẻ bị học liên tục thì lúc đó là các ion natri và kali trong não nó cứ phải là gọi là nó bị qua lại, nó bị sử dụng tối đa để mà nó tăng các cái kết nối thần kinh. Thế nhưng mà nó kéo dài hàng tiếng đồng hồ thì lúc đó là nó dùng hết rồi. Đấy, giống như là pin nữa anh ấy, đúng cứ rồi. Gọi nhiều thì nó dùng lúc hết pin phải nào. Thì lúc đó là đứa trẻ nó bắt đầu mệt mỏi thì sóng não nó phải hạ xuống, chứ còn nếu không thì là lại lơ mơ tăng sông luôn. Thì đúng sóng rồi. Não nó hạ xuống thì đứa trẻ nó trùng xuống và nó cảm thấy mệt mỏi. Và cái mệt mỏi này nếu nó kéo dài hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác thì nó dẫn đến đứa trẻ nó chán nản, nó sụt giảm cái ý chí học và bắt đầu là nó chán vâng, học luôn và sợ hãi và nó sợ hãi đó. Nên cha mẹ hiểu được mấy cái yếu tố này thì chúng ta sẽ bớt áp lực với con và chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn với con, và lúc đó chúng ta sẽ hiểu được cái tấm lòng của con. Đúng rồi, thế thì tôi cũng rất mong là phải có rất nhiều các cái chương trình giáo dục cộng đồng chị nhỉ. Đúng ạ. Và không biết cha mẹ có biết không thì hiện nay là đang có một cái chương trình giáo dục cộng đồng, gọi là chương trình kỹ giáo dục kỹ năng làm cha mẹ tích cực, và Bộ Y tế này rồi với cả Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam này và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng cùng phối hợp với nhau để đưa ra. Chương trình đấy bây giờ có trên TikTok này, có trên YouTube này, sắp tới sẽ có website, các lớp học online cho cha mẹ vào học trong đó. Mà cần phải học thì mới dạy con đúng ngay từ đầu. Còn vấn đề nữa muốn hỏi với chị là ngoài cái việc áp lực với con ấy, thì bên cạnh ấy nó có cái áp lực do chính về mặt cha mẹ là muốn con phải thật giỏi, muốn con phải có thành tích để gọi là chính là để giữ cái sĩ diện cho bản thân mình. Khi đi ra ngoài thì nhìn thấy mọi người giới thiệu mọi người, con tôi đỗ đại học, con tôi học thạc sĩ, con tôi học tiến sĩ, con tôi điểm lúc nào cũng cao nhất lớp. Thì cái đấy đôi khi chắc gì đã phải là vì các con hay chính vì là cái tính sĩ diện của chính bản thân mình. Chị thấy thế nào? Cái đó là đúng anh ạ. Bởi vì là cha mẹ Việt Nam chúng ta hiện nay, chúng ta vẫn
coi rằng là sự thành công của con là cái bản mặt của mình. À. Coi rằng là con thành công thì mình mới được khoe ra ngoài. Cho nên chúng ta có cái tâm lý so sánh con nhà người ta đấy với con nhà mình. Chúng ta mới có hay cái tạo cái áp lực đối với con để mong rằng là con sẽ được giống như con nhà người ta. Rồi là một số ít người là lại còn đặt cái gọi là ước mơ dang dở của mình lên vai của con. Thì cái đứa trẻ nó bé tí, nó chịu, nó gánh làm sao nổi. Nếu như mà cha mẹ biết rằng là làm một đứa trẻ hạnh phúc, nó đơn giản lắm. Một đứa trẻ hạnh phúc, nó chỉ cần thứ nhất là được cha mẹ yêu thương. Thứ hai là có các cơ hội học hành, mà học hành trong vui vẻ. Đó. Và thứ ba là được trải nghiệm nhiều các cái cơ hội trong cuộc sống, được đi chơi, được học các kỹ năng, được tham dự, được gặp bạn bè. Và trẻ biết được cha mẹ hướng dẫn định hướng các ước mơ để mà tự học, để vươn đến các ước mơ đấy. Và sau này đứa trẻ nó lớn lên, nó sống được bằng ước mơ đó, nó có khả năng là kiếm đủ tiền để nuôi dưỡng cho cuộc sống của mình, tự chủ trong tài chính mà vẫn sống được bằng đam mê, thì cái đấy nó là hạnh phúc. Nhưng cha mẹ có nhìn thấy cái điều hạnh phúc đấy của con không? Đấy, cha mẹ, tôi nghĩ cha mẹ Việt Nam hiện nay nhìn hạnh phúc theo là con tốt nghiệp ra trường, thứ nhất là có vào được đại học không, thứ hai học xong tốt nghiệp đại học ra trường kiếm được việc có ngon không, kiếm được nhiều tiền hay không. Đó, mấy cái đấy coi là hạnh phúc không phải, cái đấy nó phiến diện lắm. Có rất nhiều người kiếm được nhiều tiền nhưng không hạnh phúc. Nhưng cũng có những nhiều người chỉ kiếm được vừa đủ tiền cho bản thân mình và hạnh phúc vô cùng. Đấy, cho nên cha mẹ phải nhìn lại cái định nghĩa hạnh phúc của con và hạnh phúc của chúng ta. Những con nào mà được trong một cái gia đình có nền nếp, có giáo dục và trong cái nền nếp và bố mẹ lại được có cái kỹ năng hướng dẫn về cách làm cha mẹ thì tôi nghĩ là các con cũng sẽ thành công. Dạ vâng. Đó là những em bé mà may mắn. May mắn được sinh ra trong những gia đình mà bố mẹ có phương pháp. Và may mắn được sinh ra trong gia đình mà cha mẹ có được gọi là điều kiện sống để mà phục vụ cho các nhu cầu được trải nghiệm của các con. Đứa trẻ đó sẽ có cơ hội thành công hơn. Cộng thêm với cả cái tố chất của đứa trẻ nữa thì cái đứa trẻ sẽ có khả năng phát triển được nhiều và phát triển sớm trong tương lai. Vâng, thế thôi tạm dừng lời để chúng ta xem một tiểu phẩm chị nhé. Vâng, xin mời chị và quý vị khán giả. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tại sao giờ này vẫn ngồi ở đây để mà lướt TikTok? Đi nấu cơm đi. Em có lướt TikTok rồi, anh nhìn em đang lướt TikTok à? Em đang đi tham khảo cái lớp là học tính toán siêu cấp cho thằng cu tí nhà mình. Ôi, cu tí nhà mình vừa mới nứt mắt ra. Đọc không biết thạo còn chưa đâu vào đâu cả. Thế mà đã siêu tính với cả siêu toán, rạch việc. Khổ thế nhở. Bây giờ nhà nào cũng chỉ có 1-2 đứa thôi. Không đầu tư, không lo chúng nó từ bây giờ thì làm sao mà chúng nó đi du học được. Mà không đi du học thì chắc chắn là không có tương lai đâu nhá. Nhà nào cũng đua nhau bắt con học, chỉ khổ thân bọn trẻ con thôi. Khổ thân? Khổ cái gì mà khổ? Tại vì là nhà nào cũng đua nhau đi học ấy. Thế nên là con mình mà không đua đi học giống như người ta ấy, là con mình chỉ có thiệt thòi thôi nhá. Ôi dồi ôi, ông cu tí nhà mình ấy, thì em nhìn lại xem, học hành thì ất a ất ơ như thế, cho đi học thêm thì không biết là có hiệu quả hay là không, có khi lại tổng hòa nhập ma cũng nên đấy chứ. Nhưng mà em tham khảo rồi, em thấy bây giờ ấy các mẹ đang review rất là tốt về cái mà sinh chắc vân tay với lại cái xét nghiệm máu ấy, để biết rằng là tính cách của con mình như thế nào này, phù hợp học môn nào, sau này lớn tương lai nó sẽ làm nghề gì. Anh thấy như thế nào? Hay cho thằng cu tí đi thử nhá. Sinh chắc vân tay à? Đúng rồi. Có đúng hay không? Đúng chứ, bởi vì cái này nó theo khoa học và nó sẽ dự đoán được trước tương lai của con mình như thế nào. Nhưng mà dù sao đi nữa thì người ta cũng đang sống ở hiện tại, chứ có phải là tương lai đâu mà biết được sinh chắc vân tay có đúng hay là không. Thì nó phải đúng thì nhiều người ta mất tiền để người ta đi làm chứ. Chứ nếu mà không đúng thì làm sao mà người ta mất tiền đi làm được. Thôi được rồi, đã thế nhá, cứ cho cô tí đi thử đi. Rồi hôm đấy bố cũng làm thử xem là cái sinh chắc vân tay nó có đúng hay là không. Mất tiền đấy, mất nhiều tiền đấy, bố có chịu chơi không? Chuyện nhỏ, biết đâu được sinh chắc ra bố sau này tương lai lại sống trên một đống tiền thì sao nhỉ? Ừ, thế thì bây giờ bố đi vào trong bếp, bố đi nấu cơm đi nhá, để mẹ xem lớp cái khóa này xem như thế nào để mẹ đăng ký. Vâng. Gửi về test rồi về rồi đấy. À, đã có kết quả rồi. Đúng rồi, theo như là nghiên cứu ấy,
thằng cu tí nhà mình bán cầu não bên trái nó phát triển hơn là bán cầu não bên phải. Mà cái bán cầu não bên trái của nó là có xu hướng về nghệ thuật, về diễn xuất. Đấy, bố có thấy thế nào? Ôi giời ơi, chỉ thấy đòi ăn chứ nghệ thuật cái gì cơ chứ. À, hay nghệ thuật của nó là nghệ thuật diễn xuất nhỉ? Ờ, bởi vì cái thằng này cứ mỗi một lần đi học ấy, là nó kêu đau bụng, muốn đi vệ sinh, xong rồi khát nước, xong rồi đói, đòi ăn. Thằng mà nó diễn mặt đau khổ lắm nhá, có khi đúng rồi đấy. Thôi. Ông ấy lười học, ông ấy trốn học, thế nên là ông ấy diễn như thế là cho ông ấy đỡ phải học chứ làm sao nữa. Để ý mình xem nào. Bán cầu não trái phát triển, thiên hướng ngôn ngữ logic. Đấy là của bố mày. À thế à, của tôi đấy à? Ờ. Ờ, hợp với nghề nhà văn, nhà khoa học. Ơ này, thế tôi có phải nhà văn, có phải nhà khoa học đâu. Ừ đúng. Mà sao lại không thấy nói gì về việc là có kiếm được nhiều tiền hay không nhỉ? Tôi cảm giác như là hai vợ chồng nhà mình có một cái mùi gì đấy là nó giống như bị lừa tiền ấy nhở. Rồi rốt cuộc từ bây giờ là định hướng cho thằng cu tí nó như thế nào? Định hướng cái gì nữa? Bây giờ cứ học cộng trừ nhân chia cho nó thành thạo đi đã. Tất cả tại mẹ mày, xin chắc vân tay với trời. Cái gì ấn thử máu để biết tương lai, mất tỏi mới chịu. Tại bố mày cũng muốn đi theo nên là mất nó gấp đôi tiền đấy. Về tiểu phẩm vừa rồi ạ, khá nhiều cái cảm xúc lẫn lộn. Vâng, xem cái clip vừa rồi thì thấy rằng là ok, cha mẹ đã bắt đầu mở ra các cái hướng là mình cần phải đi học tìm hiểu là việc nuôi dạy con, nhưng cũng có cái cảm xúc nó chưa được thoải mái lắm, đó là về việc là cha mẹ phụ thuộc vào các cái kết quả gọi là sinh chắc vân tay. Vâng. Để mà xem là cái định hướng giáo dục của con thế nào. Nào chúng ta hãy lấy ví dụ cái cậu bé Paxton mà bây giờ đang được cái cô diễn viên là Angelina Jolie của Mỹ, đấy, minh tinh Hollywood nhận nuôi đấy. Cậu bé đấy là được nhận nuôi từ trại gọi là từ các cái trung tâm bảo trợ xã hội của Việt Nam. Và lúc đó là bé ngồi cô đơn một mình trong góc phòng. Thế vẫn em bé đấy, bé Paxton đấy, cái đầu vân tay nó không thay đổi. Vậy nếu như nó ở Việt Nam và khi nó được cái cô minh tinh kia nhận nuôi thì nó có giống nhau không? Nó khác nhau hoàn toàn. Nhìn nhận về cái góc độ phát triển của trẻ thì chúng ta sẽ phải hiểu được rằng là một cái đứa trẻ là cái sự phát triển bị ảnh hưởng bởi gen nó chỉ một phần rất nhỏ thôi. Còn phần lớn những cái sự thành công của trẻ, sự phát triển của trẻ là bị ảnh hưởng bởi môi trường giáo dục. Môi trường giáo dục. Do vậy rằng là môi trường giáo dục nó ở đâu ra? Nó chính là từ cha mẹ, nó chính là từ trường học, nó chính là từ xã hội. Chúng ta chính là người tạo cái sự tác động lên trẻ. Chúng ta chính là người cho trẻ cơ hội để phát triển. Hay chúng ta cũng chính là người lấy đi các cơ hội phát triển của trẻ. Nó phụ thuộc vào việc chúng ta ứng xử với con hàng ngày như thế nào, chúng ta dạy dỗ với con ra sao, đúng hay là sai. Chúng yếu đang thấy bây giờ ở trường thì có cái gọi là người ta đang nói nhiều đến gọi là kỷ luật tích cực, nghiêm khắc nhưng mà vẫn yêu thương, đúng không chị? Và bây giờ mọi người muốn là cái áp dụng cái kỷ luật tích cực ấy không chỉ ở nhà trường mà ở cả ở nhà nữa cho các bậc làm cha làm mẹ, thì chị suy nghĩ thế nào về việc này? Vâng, cũng rất may là Bộ Giáo dục và Đào tạo trong mấy năm vừa qua là đã đưa vào cái khái niệm là kỷ luật tích cực để cho các giáo viên, thay vì là chúng ta quá khắt khe với học trò, chúng ta sẽ có được các cái phương pháp để mà có sự động viên cũng như là thưởng phạt nó một cách nó gọi là yêu thương hơn và trên cái cơ sở khoa học hơn. Ở trường làm được như thế rất tốt và ở nhà chúng ta cũng nên làm theo. Nhưng chúng ta làm như thế nào? Có nghĩa là sao? Là nó dựa trên cơ sở thứ nhất là gia đình nó phải có quy tắc. Thứ hai là nó phải có cái giao việc rõ ràng. Học là việc của con, làm việc là của bố mẹ. Và con cần phải tuân thủ theo cái hướng dẫn của giáo viên. Khi đứa trẻ nó nắm được cái điều đó thì là đứa trẻ nó sẽ tự chủ động hơn. Rồi chúng ta cũng phải thống nhất với con là trong gia đình là cái trách nhiệm của con là thế nào. Giao ngay từ bé. Bé tí thế này là đã bắt đầu là bé tí thì là lau bàn. Đó. Lớn lên tí nữa thì hỗ trợ cha mẹ nhặt rau nấu nướng. Lớn lên tí nữa chủ động nấu nướng. Rồi là đón em đưa em. Và khi đứa trẻ biết được rằng là mình có trách nhiệm gì trong gia đình thì nó bắt đầu học được cái kỹ năng, nó gọi là kỹ năng sống có trách nhiệm. Kỹ năng sống có trách nhiệm thì cũng là sẽ học có trách nhiệm. Và tất nhiên nó phải đi kèm theo thưởng phạt. Nếu như mà là con làm tốt, thưởng bằng cái gì? Thưởng với trẻ nó dễ dàng lắm anh ạ. Những cái ôm, đấy, vòng tay ôm ấm áp của cha mẹ, đấy là lời thưởng. Động viên. Những lời động viên, nói nhẹ nhàng, những cái hôn của cha mẹ dành cho con, đứa trẻ nào nó cũng khao khát cả. Còn khi phạt nó là thế nào? Phạt không phải là đánh mắng, không phải là roi vọt. Thời đại bây giờ không phải đánh mắng roi vọt nữa, mà là cái gì ạ? Phạt bằng cách, nếu như con vi phạm, vậy thì theo đúng nguyên tắc gia đình nhà mình, rửa bát cả một tuần nha.
Đó, phạt là thế nào? Ok, con với cả em là hai anh em không đồng thuận với nhau. Vậy thì chia mỗi người một việc. Một người quét dọn nhà vệ sinh. Vâng, một người thì đi rửa bát. Đó, rồi cái gì nữa ạ? Những cái việc nhỏ hơn mà một đứa trẻ có thể làm được. Nếu như mà con cứ tiếp tục đánh bạn như thế này, hôm nay chúng ta sẽ học cách là suy nghĩ. Con sẽ vào phòng mình. 5 tuổi, đứng góc phòng, quay mặt vào tường 5 phút. 7 tuổi, quay mặt vào góc tường 7 phút. Đó, chúng ta áp dụng những cái phương pháp kỷ luật tích cực đấy, đứa trẻ nó sẽ có cái thời gian suy ngẫm về cái lỗi của mình và đồng thời là vừa suy ngẫm lỗi vừa biết được là các cái kỹ năng làm việc nhà sau này để phát triển trong tương lai. Trước khi dừng cuộc nói chuyện đây thì chị có thể có lời khuyên nào đấy cho những bậc làm cha làm mẹ về những cái mà chúng ta cũng phải bình tĩnh thôi, cũng không nên quá áp đặt đối với con cái, đúng không ạ? Và để cho các con được tự lập, được phát triển, để các con nó lớn lên trở thành những cái công dân có ích, thì chị có cái lời khuyên gì không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Lời khuyên của tôi đối với cả các quý vị khán giả đó là làm cha mẹ nó là một cái nghề chính nhiệm, 100% thời gian làm cả cuộc đời. Vậy thì cái nào mà chúng ta phải làm cả cuộc đời, hãy dành thời gian học cho nghiêm túc để trước khi chúng ta bắt tay vào nó, chúng ta đã có đầy đủ kiến thức và kỹ năng và tự tin. Đó là một. Thứ hai, đó là trẻ con nó học qua trải nghiệm. Hãy cho con cái cơ hội được trải nghiệm nhiều các cái cơ hội, được vui chơi, được tương tác với bạn bè và đặt nhẹ các vấn đề về học văn hóa đi. Bởi vì sao? Cái trí thông minh về cảm xúc, đấy chính là cái chìa khóa để giúp cho con mở cánh cửa đi vào thành công. Các cái phần về văn hóa kia nó sẽ trợ giúp một phần. Đó, cho nên là phải có cái sự cân đối nhé để con phát triển toàn diện. Điểm thứ ba nữa ạ, cha mẹ cần phải là tấm gương cho con. Bởi vì con là hình ảnh phản chiếu của chúng ta qua gương. Chúng ta làm tốt, chúng ta thể hiện đam mê, thì lúc đó con cũng sẽ học được cái đam mê đó của chúng ta. Con sẽ học được trách nhiệm để mà thể hiện trong cuộc sống. Và điểm thứ tư, làm gì thì làm. Tất cả mọi thứ ta làm với con phải trên một cái nền tảng yêu thương, phải trên một cái nền tảng mà công bằng, lắng nghe. Thì cho dù là có những lúc trong cuộc sống chúng ta bị các áp lực nó đè nặng lên vai, chúng ta mất đi cái khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân, thì cái tình yêu thương ta dành cho con trong suốt cả cuộc đời nó sẽ giúp cho đứa trẻ hiểu được lòng cha mẹ và đứa trẻ sẽ bỏ qua những cái lúc mà gọi là khó khăn đó để tiếp tục đồng hành cùng với cha mẹ và lớn lên và cha mẹ tiếp tục đồng hành cùng với con. Wow. Xin chúc các cha mẹ sẽ là những người cha mẹ là tích cực để nuôi dưỡng con thành tài. Em ơi, theo anh em ơi. Này thì nấp này. Chết rồi. Hí hí, cái gì mà hí hí. Đang giờ học của con mà hai bố con lôi nhau ra trên điện tử được. Còn là cú tí nữa, tại sao đồ của con cứ vứt lung tung ở nhà? Sao con không treo trên móc là thế nào? Sao mẹ chỉ mắng mỗi mình con, bố cũng bừa bộn kia kìa. Này nhá, bố nhắc con bao nhiêu lần rồi là không được mách lẻo. Cái tính mách lẻo là một cái tính rất xấu, hiểu chưa? Hôm trước bố chẳng bảo con là mẹ mà nói chuyện với chú nào thì bảo ngay với bố còn gì. Thế không phải mách lẻo à? Ôi dồi ôi, bố mày ghê thật đấy, bố còn đi dạy con như thế nữa à? Con trung thực như thế là tốt đấy. Thế bố còn nói những gì nữa thì cô tí kể cho mẹ nghe xem nào. Bố... Này nhá. Bố nói cho con biết, con không được phép nói mấy cái chuyện linh tinh đấy ra ở đây nhá. Nói mấy cái chuyện đấy ra là gây mất đoàn kết gia đình, gây hiểu nhầm giữa bố và mẹ nhá. Bố chỉ nhắc con ấy là khi nào có khách thì gọi bố về để bố tiếp, chứ có bảo bố con đi nghe trộm điện thoại đâu, đúng không? Mà này, mẹ mày có vấn đề gì với sao mà mẹ mày hỏi con kỹ thế hả? Mẹ mày chả có vấn đề gì cả nhá. Bố đừng có mà suy từ bụng ta ra bụng người. Cô Tí, thế bố con còn nói chuyện với cô nào không thì cô Tí kể cho mẹ xem nào. Nhưng bố bảo cấm không được nói. Với cả mẹ bảo là nói dối tí cũng không sao. Mẹ nói thế bao giờ? Thì cái hôm đi học muộn đi, rồi mẹ bảo là phải nói dối. Đúng rồi, hôm đấy mẹ dặn con là bố ngồi cạnh đấy. Bố nhớ rất rõ luôn. Mẹ bảo con là đến lớp thì nói dối với cô là mẹ đưa con đi học nhưng mà xe bị hỏng, phải sửa xe, phải chữa xe mãi cho nên mới đến được lớp, đúng không? Đúng rồi ạ. Có đúng không? Nào,
Còn cãi nữa không? Còn cãi nữa không? Ôi, khiếp, tôi lạy ông đi ông cô tí à. Không hiểu học đâu ra cái tính thủ lâu nhớ dài thế không biết. Thì mẹ bà thù lâu nhớ dài giống tính bà nội làm gì? Ý giời ơi. Này nha, đây nha. Tội đầy đình nha. Bà nội mà biết được nha là bà không chơi với cả nhà này luôn đấy, đừng đùa. Thôi, tôi xin ông bớt để ý những thứ linh tinh đấy lại nhá. Đây này, để ý vào những thứ này này. Mẹ quên rồi à? Bà bảo là cô tí giống bà nhất. Con kể chuyện này ra chắc bà vui lắm. Tôi xin ông. Thôi, hai vợ chồng của tôi xin ông nhá. Đấy, anh cứ bảo là trẻ con nó không để ý chưa? Cái gì nó cũng để ý, cái gì nó cũng biết đấy. Thế nên là em với anh ấy mà không gương mẫu ấy là ông này ông cho hết vào đầu đấy. Thôi được rồi, bố quán triệt như thế này nhá. Từ bây giờ bố mẹ là phải làm gương, không được nói dối, không được nói xấu, phải trung thực. Còn phải gọn gàng sạch sẽ nữa. Thế bây giờ cô tí có đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý gì? Thế thì bây giờ bố con mình cùng nhau phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, có đồng ý không? Vâng ạ, bố bảo tuổi nhỏ làm việc nhỏ, con chỉ dọn dẹp quần áo con thôi nhá. Này, ông luôn cửa đi nhá. Rồi, thế bây giờ ông đi dạy, ông đi dọn hết tất cả quần áo của ông treo trên móc đi. Vâng ạ.